cháu luôn trách người lớn là không thấu hiểu, không thông cảm. Thế đã bao giờ cháu đặt mình vào vị trí của người lớn chưa? Ngay cả chuyện cháu bỏ việc, cháu đã nói một lời nào với bố cháu chưa? Cháu có thấy việc cháu tự quyết định, tự bỏ việc là ích kỷ, là chỉ nghĩ đến bản thân mình không? Cháu đừng có nghĩ những lời nhắc nhở, dạy dỗ của người lớn đều là áp đặt. Bà bảo vệ cháu, bà bênh vực cháu, nhưng bà không đồng ý với cái lối sống thiếu ý thức, thiếu nghiêm túc. Mà bà phải nhắc cháu, dù làm việc lớn hay việc nhỏ, cũng không được ào ào, không được cầu thả. Nhất là mình là con gái, lại càng phải chỉn chu, phải ý tứ nhất có thể. Con dạy cái mang, nhưng con bất hiếu thì chỉ muốn chết thôi bà. Thôi ông ạ, cứ nghĩ mỗi buổi sáng thức dậy mình còn sức khỏe, đi tập thể dục, gặp bạn bè cũng là may mắn lắm rồi. Nhưng mà cay đắng lắm, chỉ vì vài đồng bạc mà nó sẵn sàng bôi gió chát chấu vào mặt bố nó. Mà tiền là tiền của tôi tích cóp, tôi tiết kiệm, tôi dành dụm được, có liên quan gì đến chúng nó đâu. Đủ mất dạy. Thế ông đau ốm hay thế nào mà phải rút sổ? Mẹ có thấy quyển truyện tranh mới của con đâu không? Không. Mẹ có thấy quyển truyện tranh nào đâu con? Rồi, hôm qua con mượn của thằng Bình, con định mang đi trả mà quên biếng mất. Rồi ạ. Con hỏi bố xem bố có thấy không? À vâng. Bố ơi, con hỏi tí, bố có thấy quyển truyện tranh mới của con đâu không? Bố chả thấy cái gì hết cả. Mà có thấy bố cũng vứt sọt rác. Học cha học suốt ngày iPad với chuyện tranh và vân vân. Nhưng mà còn chuyện của thằng Bình không có nhường nhịn hết nhá. Con vào tắm rửa rồi ra ăn cơm. Cái chuyện tranh của con chắc để ở đâu đấy thôi, tí mẹ tìm cho. Vâng ạ. Cụ Phong nó lớn rồi, anh được lúc nào cũng nặng lời với con như thế. Anh đi đâu đấy? Với mẹ con ăn cơm trước đi, không phải đợi anh đâu. Nếu mà anh quên thì để em nhắc cho anh nhớ. Vợ chồng mình đã thống nhất với nhau là dù có chuyện gì xảy ra thì vẫn đối thoại trực tiếp, không né tránh và không để ảnh hưởng tới con. Giờ cơm đến rồi, anh phải ở nhà ăn cơm với mấy mẹ con chứ. Hảo ơi, con nhớ lời bác dặn đấy nhá. Vâng ạ. Con phải để ý xem mẹ có đau chỗ nào không. Mai độ 7 giờ bác mang bún thang sang. Vâng ạ. Bác vất vả với mẹ con quá. Có cái gì mà vất vả. Bác chuẩn bị cũng sắp xong rồi, mai có cả bác Cúc sang cùng đấy. Con không phải ngại. À mà con chuẩn bị cho bác một cái nồi để bác đun nước dùng với cả mấy cái tô. Vâng ạ. Hai bác ăn cùng bún với mẹ cho nó vui, chứ để người ốm ăn một mình lủi thủi lại tủi thân. Ừ, bác chào cháu nhá.